cuối tháng 5 xét xử chàng Nemo và đồng phạm về tội gây rối. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine có thể đánh bại Nga cuối năm nay. Khán giả Trung Quốc hát lời khen ngợi Chipu không hề kém cạnh các tỷ tỷ. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính, nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Cuối tháng 5, xét xử chàng Nemo và đồng phạm về tội gây rối. Tòa án Nhân dân quận 1 đã ấn định ngày xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang và đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng. Dự kiến ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở lại phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Hương Trang, thường được gọi là chàng Nemo, và 4 đồng phạm gồm Phạm Quyền Quỳ, Nguyễn Ngọc Hương và Phan Hoàng Nam về tội gây rối trật tự công cộng. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Nhật Minh, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 là ông Nguyễn Nhật Tân. Trước đó, vào tháng 11 năm 2022, vụ án từng được Tòa án Nhân dân quận 1 đưa ra xét xử nhưng đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ yêu cầu của bà Phạm Lệ Khanh, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với những người gây thương tích cho bà. Đến giữa tháng 4 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 hoàn tất cáo trạng và giữ nguyên quan điểm truy tố. Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc bán hàng online, Trang hẹn gặp My ở cửa hàng của Trang để giải quyết. Chiều ngày 16 tháng 1 năm 2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh và Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Chị My và Yến vào cửa hàng để xin lỗi Trang, còn chị Khanh đứng bên ngoài. Đến chiều cùng ngày, chị Khanh vào cửa hàng nói My đi về nên xảy ra cự cãi. Trang nên giật khẩu trang và chửi chị Khanh. Bị can Phạm Quyền Quy, Phan Hoàng Nam và Nguyễn Phúc Tuấn lao vào đánh, đạp chị Khanh. Đến khi cán bộ công an đến cửa hàng và mời những người liên quan về trụ sở làm việc, chị Khanh nói với Trang Nemo, mày không biết mày đụng với ai đâu, mày ra đường mày có chừng tao. Nghe vậy, Trang giật khẩu trang của Khanh vứt xuống đường. Quy, Nam, Tuấn và bị can Nguyễn Ngọc Hương lao vào đánh chị Khanh. Chị Khanh và Yến đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết luận giám định, chị Khanh bị thương tích 3%, chị Yến không đủ cơ sở xác định chấn thương. Theo công văn của Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Do vụ việc trên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Phúc Tuấn đồng phạm với chàng Nemo chết tại nơi cư trú vào ngày 18 tháng 1 năm 2023. Nên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 đã đình chỉ điều tra đối với bị can này. Chuyển sang tin tức quốc tế, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine có thể đánh bại Nga cuối năm nay. Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể đánh bại Nga vào cuối năm nay với các gói hỗ trợ quân sự của phương Tây. Với việc quân đội Ukraine tiến hơn 16 km trong tuần qua xung quanh thành phố Bakhmut, tâm điểm giao tranh hiện nay, Tổng thống Ukraine Zelensky nhận định chiến thắng hoàn toàn có thể đến. Chúng tôi có thể khiến thất bại của Nga trong năm nay là không thể đảo ngược, ông Zelensky nói sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin ngày 14 tháng 5, nhân chuyến thăm đầu tiên của ông Zelensky tới Đức. Từ khi chiến sự bùng phát, Berlin công bố gói viện trợ vũ khí lớn nhất từ trước đến nay, trị giá 2,9 tỷ USD. Trong đó có xe tăng chiến đấu Leopard, xe chiến đấu bộ binh bọc thép và 4 hệ thống phòng không mới. Khi được hỏi liệu Kiev hiện có đủ vũ khí để tiến hành cuộc phản công được dự đoán từ lâu hay không, ông Zelensky đùa rằng sẽ cần thêm một chuyến công du nước ngoài nữa mới đủ. Ông Zelensky cam kết vũ khí phương Tây sẽ không sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi không có thời gian và sức lực cho việc đó. Chúng tôi đang chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng lãnh thổ bị chiếm đóng bất hợp pháp, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh. Ông cũng hối thúc các đối tác châu Âu cung cấp cho Kiev chiến đấu cơ tiên tiến. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho đến nay đã loại trừ khả năng cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine, trong khi Hà Lan đang xem xét yêu cầu của Kiev. Các nguồn tin Ukraine tin rằng các nước châu Âu cuối cùng sẽ đồng ý cung cấp tiêm kích. Hiện chưa rõ khi nào chiến dịch phản công của Ukraine sẽ bắt đầu. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Nga Wagner cho rằng Ukraine đã bắt đầu phản công ở Bakhmut, như ông Zelensky tuần trước nói cần thêm thời gian chuẩn bị để tránh thương vong lớn.
và Ukraine vẫn chưa nhận được một số vũ khí hạng nặng mà phương Tây đã cam kết. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức ngày 14 tháng 5, cố vấn của ông Zelensky Mikhail Podolyak cho biết Ukraine hiện nắm được thế chủ động và những thắng lợi gần đây ở Bakhmut là không dạo đầu cho cuộc phản công. Chúng ta sẽ nhận thấy những sự kiện thảm khốc xảy ra với quân đội Nga. Họ sẽ phải buộc nhanh chóng rời khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, ông Podolyak nói. Tin tức cuối cùng, khán giả Trung Quốc hết lời khen ngợi Chipu không hề kém cạnh các tỷ tỷ. Chưa đầy một tiếng sau khi tập 2 lên sóng, đoàn trình diễn Si Tình của đội Chipu lập tức leo thẳng lên vị trí thứ tư trên mạng xã hội Weibo. Sau màn ra mắt đầy ấn tượng trong Đạp Gió 2023, Chipu tiếp tục tạo được sự chú ý với màn trình diễn ca khúc Si Tình tên tiếng Trung Đinh Đinh Đang Đang cùng Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Ngây trong tập 2. Với sự đánh giá của các khán giả có mặt tại trường quay, màn trình diễn Si Tình của đội Chipu đã đạt số bình chọn cao nhất trong tất cả các đội với 853 phiếu, xuất sắc giành chiến thắng trong vòng công diễn đầu tiên. Điều này đồng nghĩa tất cả các thành viên trong team thăng hạng này lập tức an toàn đi tiếp vào vòng trong mà không cần xét điểm số điểm mỗi cá nhân. Chipu không giấu được sự xúc động khi bật khóc khi nghe kết quả của mình. Chưa đầy một tiếng sau khi tập 2 lên sóng, màn trình diễn Si Tình lập tức gây sốt khi lên thẳng vị trí thứ tư trên Weibo với từ khóa Đinh Đinh Đang Đang quá đỗi ngọt ngào. Trên các trang mạng xã hội, khán giả Trung phản ứng tích cực về màn trình diễn. Sân khấu này càng chứng minh Chipu rất giỏi, diễn cùng các tỷ tỷ mà cô không hề kém cạnh. Kết quả thật xứng đáng với sự cố gắng của cả nhóm. Xem phần trình diễn hôm nay, mình thấy Chipu đang làm rất tốt rồi. Trong phần giới thiệu của tập 3, nhà sản xuất tiết lộ một số khoảnh khắc của Chipu cùng các tỷ tỷ. Đáng chú ý, Chipu cùng Ella đã cùng nhau mồi chọn bài hát và nữ ca sĩ còn thốt lên rằng đây là bài hát của tôi. Sau đó, Chipu cũng được giao quyền lựa chọn thành viên về đội của mình cho màn trình diễn tiếp theo. Điều này khiến khán giả tò mò hơn về kết quả mà Chipu đạt được sau 2 tập lên sóng. Trong tập phim hậu trường Cảnh Sinh Hoạt phát sóng hôm 11 tháng 5, Chipu có cơ hội giao lưu cùng 32 thí sinh trong chương trình Đạp Gió 2023. Cô đã tặng cho Amber chiếc áo dài truyền thống cùng chuyến du lịch Việt Nam cho hai người. Các thí sinh khác cũng thể hiện sự thích thú, dành lời khen cho áo dài truyền thống Việt Nam. Thái Thiếu Phân, Giả Tịnh Văn và nhiều nghệ sĩ nữ khác cũng bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam, đem lại tình cảm yêu mến của các chị em khác. Chipu cho biết sẵn sàng làm hướng dẫn viên khi Amber và bạn bè đến Việt Nam du lịch. Chipu được khen ngợi về sự tinh tế khi không chỉ giới thiệu áo dài, du lịch Việt Nam mà trước đó còn có cốm tươi làm vòng, bánh cốm. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!